Potrebbe essere. Best. Khi nào bạn thay đổi quyết định của bạn là when do you change your decision, right? Rồi nhanh nhé, mình chỉ em người đó đọc nhé. Tôi muốn nghe sự quyết định của bạn. Tôi muốn nghe sự quyết định của bạn và nói như thế nào. Listen. Yeah, but I want to listen to sự quyết định của bạn. Your decision. 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 Okay, rồi tiếp nhanh nhé. Bạn có bao nhiêu quyết định? Bạn có bao nhiêu sự quyết định? Bạn có bao nhiêu sự quyết định? Decisions. Bạn có là do you have? Okay. How many decisions do you have? Okay. Rồi tiếp theo nhanh nhé. Chúng tôi không đồng ý với sự quyết định của bạn. Không nhé, chúng tôi không đồng ý với sự quyết định đó. We don't. Sự quyết định của bạn. We don't đồng ý là gì? Agree. We don't agree. Ok. Với sự quyết định của bạn là with your decision. Ok. We don't agree with your decision. Ok. Rồi, tiếp theo. Show me your next sentence. Cho mình coi cái câu của bạn. Đọc lên nào. Read. Very good. When do you okay sign a contract okay with us? Khi nào bạn ký hợp đồng với chúng tôi? Rồi, mình hỏi tiếp tục là bạn có muốn ký hợp đồng với tôi không? Bạn muốn ký hợp đồng với tôi không? Yes, no question. Very good. Bạn muốn ký hợp đồng với tôi không? Với tôi không? With me, okay. Bạn muốn ký cái hợp đồng gì với tôi? Mình nói như thế nào? Bạn muốn ký hợp đồng gì? Hợp đồng gì là gì? What? No, no. Hợp đồng gì? Hợp đồng gì? Nó đi chung với nhau là what contract? Okay. Bạn muốn ký là do you want to sign? Với tôi là with me. Okay. Bạn muốn ký hợp đồng ở đâu? Mình nói như thế nào, Hồng Ngọc? No, 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 no. Where do you? Bạn muốn ký hợp đồng ở đâu? Where do you want to sign a contract? What do you want to sign a contract? Okay. Tôi không thích làm việc với bạn. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Thắng. Tôi không thích làm việc với bạn. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Tôi không thích làm việc với bạn. Không thích. I don't like to làm việc. I don't like to work with you. Với bạn. Okay. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng làm việc. Yes. I want to chấm dứt hợp đồng làm việc. Terminate. Okay. Terminate the contract. But what contract? Hợp đồng làm việc. Hợp đồng working contract. Working contract. But it's working contract with you. Okay. Sang, show me your sentence. Cho mình coi. Show me your sentence. Câu nào được không? My company has everything. Need to has everything. Need to use head. Need to use head. Need to use head. Huh? Need you to use, right? Need to use you. Need to. Need to use. Okay. Need use. Okay. Head. Cần cái đầu của bạn. Cần cái đầu của bạn. Okay. Need. Use you. Không cái you là chiếc you. Okay, bây giờ đọc lại nha. Need you use okay. Head, right? Okay, I understand. Như vậy công ty của tôi cần mọi thứ. Gọi là công ty của tôi có mọi thứ. Công ty của tôi có mọi thứ cần bạn sử dụng đầu óc để làm việc, đúng không? Okay. Công ty của chúng tôi có mọi thứ. My company has everything. Okay, yes. Ok, go on. My company has everything là công ty của chúng tôi có mọi thứ. Ok. Và and công ty cần no mà cần cái gì? Còn công ty là phải yêu cầu mình và yêu cầu bạn phải sử dụng đầu óc làm việc. Như vậy, yêu cầu trong tiếng Anh mình sẽ có từ là require. Nó có hẳn một từ yêu cầu luôn. Need là cần chứ không phải là yêu cầu.
Tôi yêu cầu bạn im lặng chứ không phải là tôi cần bạn im lặng. Ok? Bạn cần cái gì? Như vậy require có nghĩa là yêu cầu trong tiếng Anh, hoặc là dùng từ đơn giản là ask. Ok, ask. Ok. Rồi, công ty của chúng tôi, công ty của tôi, my company require you. Công ty là một, requires you. Ok, require ai đó to làm cái gì đó, require somebody to do something. Như vậy, my company requires you to sử dụng đầu óc là mình to use. Cái đầu là cái đầu của ai trong tiếng Anh nó phải nhấn mạnh sở hữu. To use your head để làm việc là to work. Ok, my company requires you to use your head to work. Như vậy, công ty của chúng tôi có mọi thứ và công ty của chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng đầu óc để làm việc. Ok, như vậy câu này phải tách cái này ra mới hiểu được. Và need, khi mình nói là cần ai đó làm cái gì đó, need somebody, ok, need somebody to do something. Như vậy, nếu mà dùng cách này ở đây thì mình nên chữ and, và sau đó là need you to use your head. Nhưng mà người ta sẽ đặt câu dấu chấm hỏi, tại vì câu của Sang là need you to use your head, nên nó chỉ có nghĩa là cần bạn sử dụng cái đầu thôi, nhưng mà không biết cần bạn sử dụng cái đầu để làm cái gì hết, nhưng mà để làm việc chứ không phải sử dụng cái đầu để chơi. Như vậy là to work. Ok, need you to use your head to work. Thứ nhất, need ai đó to làm cái gì đó, need somebody to do something. Như vậy cần bạn sử dụng, need you to use, mà sử dụng cái gì, sử dụng cái đầu, mà sử dụng để làm gì thì phải có mục đích vô là to work. To work. Ok, that's it. So, theo thôi.